À, chay sáng nay là cô chú à. Cái gì con? Mà làm sao? Mẹ hết rồi. Làm sao? Hết mẹ. Con nói đi, tuyết. Hết mẹ. Trời. Hết mẹ rồi. Ừ, tuyết đó. Hết mẹ rồi. Hết mẹ rồi. À, hết đi mẹ được rồi hả? Tuyết quá hả? Cái con đó của ai á? Ai ra? Con của ai? Ai? Con của mẹ à. Con làm gì vậy trời? À, trùm mền lại cho em bé ngủ hả? Thôi ơi, hai em ngủ kìa, trùm mền lại đây. Trời ơi, thương chưa? Tao trùm mền cho em bé bự nữa. Trùm hai đứa luôn. Đó, đúng rồi. Chứ trùm gì con đứa vậy, đứa thương đứa ghét hả? Không em... Hả? Cái gì vậy? Hả? Trời ơi. Ôi, hung đồng đều quá. Thương em quá, nói em ngủ ngon nha, chúc em ngủ ngon. Con nói chúc em ngủ ngon đi. Đó nghe nè, chay, mua phẹt đâu? Mua phẹt của con đâu? Nè. Nè. Hung mua phẹt miếng. Sáng nào dậy cũng hung mua phẹt miếng nghe chưa? Sáng nào dậy là... Trời ơi, chú em muốn sữa nữa, có được không? Con mới sữa sữa chứ. Ừ, không, nói em này là không, cái sữa này là của chay, không có cho em đó uống hả? Em uống rồi. Cho em nhỏ uống trước rồi cho em bự uống sau, cho em bự uống sau đi, cho em bự uống chứ. Yes. Ừ. Rồi. Ngủ. Ngủ đi, ừ, uống xong rồi. Bự quá cho uống chút xíu thôi chứ uống nhiều quá bị béo phì. Nhỏ rồi cho uống nhiều, hả chay ha? Đem đồ chơi qua đây chơi mẹ nè, mẹ mới vừa cất vô cái nhà cửa ta, mới vừa cất vô nhà cửa gọn gàng, vợ bà ra tiếp. Y vậy đó. Bây giờ con làm cho mẹ ly cà phê đi nè. Dạ có. Dạ. Dạ. À, bông được đâu? Bông được đâu hả? Bông không được đâu. Máy hư rồi gì vậy? Gọn thọ kêu thợ tới sửa máy đi. Hả? Đợi nước. À. Hết làm sao? Hết rồi. Sao kỳ vậy? Nắp đâu? Nắp đâu hả? Mẹ đâu có biết ra đây nè, nắp nè. Nắp nè. Con nói làm sao? Thank you mẹ, đúng rồi. Rồi, xong chưa? Rồi, đưa cho mẹ ly cà phê, mẹ trả tiền nè. Nhiêu tiền ly cà phê? Hai tiền hả? Rồi, hai tiền, trả tiền đó, rồi, đưa mẹ ly. Đó, đúng rồi, mẹ cảm ơn chay. Uống nha. Cà phê ngon quá, coi chừng té em. Ôi hùng em. Ôi trời ơi hùng em đó nữa. Em không đi với em đi nè. Sao? Em nè. Uống nè. Chay nè, nói chuyện là cần phải có mẹ chay thông dịch chứ cô chơi cô chú nghe là lâu lâu cũng không hiểu. À. Rồi cho uống sữa đúng rồi cho. Múc ra cái muỗng bự cho bả lửa cho uống luôn á. Muốn nào? Nói nghe nè, hồi bữa con đi vô tiệm bán kem con nói làm sao? Cô con muốn này. Phải không? Chị có nói cô con muốn này không? Bé không có té phải không? Không. Nằm im chị thương nha. Không, nằm im. Đây mẹ bỏ vô cho con qua đây nè, cho con chơi cho con dễ chơi chứ con cứ đi tới đi lui đi xuôi đi ngược miết. Có mua mấy đồ chơi này có lý hay chứ, dụng đó mà đi chơi miết, sóc đang chơi miết đó. Nó giờ nó giục nữa. Dạ mẹ. Gì vậy mẹ hả con? Cái đó là cái ốc vặn đó. Ốc vặn. Ừ. Gì vậy mẹ? Ghế. Ừ, ghế con ngồi đi. Cho chừng em té nghe chưa? Trời ơi rớt.
Ôi đất ơi. Đây nè, kéo xa xa ra rồi. Ngồi xuống. Giỏi quá, đây nè em té nè. Đâu? Sát nè. Không, sát nè. À rồi. Cái gì? Rồi con ốc dặn á hả? Ốc dặn rớt ra mất tiêu rồi. Nãy rớt dưới đất ra mất tiêu rồi. Con này là con gì? Con voi. Con voi hả? À? Đúng rồi. Giỏi. Con này là con gì? Con gà. Con gà. Con gà. Con gà gái thì sao? Đúng rồi. Rồi con heo nó kêu thì sao? Ôi ôi. Ôi ôi. Đúng rồi. Con ngựa nó hí thì sao? Ôi ôi. Rồi con bò nó kêu thì sao? Bò. Đúng rồi. Rồi con vịt nó kêu làm sao ta? Ủa sao biết vậy trời? Cái đó mấy con đó là mẹ hỏi chơi thôi đó. Rồi con mèo kêu làm sao? Con muốn này. Con muốn này sao sao? Đây nè, cái con này, con này kêu mới giữ nè. Con sói nó kêu làm sao? Con chó sói nó hú làm sao? Đúng rồi. Trời ơi, con vịt mà biết kêu quạt quạt luôn là dữ lắm rồi đó. Mày nhớ mày đâu có dạy con vịt kêu quạt quạt đâu chay. Mày chưa có dạy con đó luôn á. Hay ta. Chay chay mấy tuổi rồi ta? Xịt nè. Hả? Xịt. Xịt gì? Mà chay mấy tuổi rồi? Chay rồi. Hư à? Chay mấy tuổi rồi, chay nói cô chú nghe coi chay mấy tuổi. Mấy tuổi nè, đếm nè. Chay ơi. Sao? Chay rồi. Mất cái gì? Chay mấy tuổi rồi? Chay nói cô chú nghe chay mấy tuổi? Ba. Chay 3 tuổi. Trời ơi, dục nè nữa, khổ chưa? Phím gì? Cái gì á? Cái gì dưới vậy? À trứng trứng à trời ơi thấy chưa? Muốn có trứng là phải đi vô ổ bắt chứ đâu phải mà cái trứng nằm đó thì không. À chiên trứng là tao trật rồi đập trứng đó. Chay, năm nay chay mấy tuổi rồi? Hả? Xét rồi, mẹ. Hả? Xét rồi, mẹ. Chay 3 tuổi. Chay tuổi con gì? Đó, đập trứng đó. Đó, như thiệt không? Ừ. Không biết đã thấy ai làm đó không biết. Đó, quậy trứng lên. Sữa sữa vô. Đúng rồi. Chiên trứng là phải bỏ sữa mới béo, phải không chay? Chay tuổi con gì ta? Con gà. Đúng rồi. Giỏi, chay tuổi con gà. Chay mấy tuổi? Con gà. Chay mấy tuổi? Con gà già, chay tuổi. Chay 3 tuổi. Gà. Chay 3 tuổi. Chay 3 tuổi. Tuổi con gà. Con nuôi gà. Đúng rồi. Con gà nó gái làm sao? Con gà... Đúng rồi. Con vịt nó kêu làm sao? Quạc quạc. Đúng rồi. Rồi con ngựa nó hí sao? Con ngựa nó kêu sao? Bỏ trứng ra mẹ. Gì đổ trứng, bỏ trứng ra hả? Ờ. Giỏi quá. Rồi mô phạt đâu? Mô phạt đâu? Mô phạt của con đâu? Ôi nó nghe nè, con khỉ đâu rồi? Em khỉ đâu rồi? Em khỉ ngủ rồi. Em khỉ ngủ rồi hả? Cái gì? Hả? Em khỉ đâu? Khỉ đâu vượt rồi. Khỉ vượt rồi hả? Rửa mặt quá nè, rửa mặt kìa. Để lấy khỉ mẹ. Giờ đi lấy khỉ ra. Hả? Giờ đi lấy khỉ đó. Chay chữ. Trời ơi, coi phòng này nè. Chưa dọn được nữa đó. Đâu rồi, khỉ đâu rồi? Cô chú thấy vali không? Mẹ với chay chuẩn bị đi chơi nữa đó cô chú.
Mẹ với Chay chuẩn bị đi Chicago chơi nè cô chú ơi. Khỉ ngồi rồi. Thôi để cho khỉ ngồi bên này đi. Khỉ ngồi đây nè, khỏi ngồi ghế, khỉ cao đủ cao rồi đó, khỉ ngồi vậy mới bằng con, hiểu không? Dạ. Đúng rồi, giỏi. Thank you mẹ, không có gì đâu con. Mẹ, mẹ, khác mẹ. Hả? Ghế mẹ. À, xích ghế vô tới đây ha, rồi, rồi, ngồi xích ghế, rồi. Coi chừng nha, coi chừng đụng đầu nha. Dạ. Giỏi. Mẹ, khác sao? Hả? Đi dậy mẹ. Làm sao? Đi dậy mẹ. Làm sao? Đứng dậy làm sao? Đứng dậy, ủa gì kỳ vậy? Mày không cho ngồi ghế là sao kỳ vậy? Con thích ngồi ghế đó hả? Con ngồi ghế đó nó cao hơn hay sao? Gớt sữa rồi, đúng rồi. Gớt sữa rồi. Cô chú thấy không? Nó nói chuyện với Ngọc là nói chuyện tiếng Việt không mà nó quay qua tới ba nó là nói tiếng Mỹ. Hay chứ. Nào nhảy nhảy não nhảy.